Cathy đón mừng quý vị đã đến với chương trình 5 phút với Cathy. Mình sẽ cùng nhau làm một món rất là ngon miệng và đặc biệt là phải nhanh tay. Hôm nay Cathy muốn trình bày đến món đó là bánh canh đồ biển. Bánh canh đồ biển này là cũng nó lai lai một tí xíu nha quý vị. Trước hết thì mình phải có đồ biển gì ngon. Mà Cathy đi chợ bây giờ đó mình thấy rất là nhiều cái loại, cái này là đồ biển có sẵn đủ loại trong đây, có tôm rồi mực vân vân trong này dễ xài. Xong kế bên đây Cathy có vài cái con chim chép màu xanh để một hồi nữa mình để vào nước lèo. Và một cái nữa là rất là đặc biệt mà cũng mình quen thuộc, đó là rêu. Cái loại này là sẽ làm cho cái nước lèo nó thơm ngon hơn. Và rau cải cũng như là quý vị đã thấy đây, tí xíu là giá, rồi salad, rồi rau thơm. Bánh canh này đó thì là cái loại mà nhỏ nhỏ, không có quá dày, để mình ăn nó thanh thanh hơn. Và đặc biệt là mình phải có tí xíu mắm ruốc đặng cho nó ra một tí xíu Việt Nam. Này để nóng thì mình để vào chảo. Đó đây. Kế bên đây quý vị nói ủa cái nồi gì đó? Cái đó là nồi nước lèo, cái đó là súp mà chicken thôi, là gà mình để nước đặng cho nó đun một hồi nữa mình để vào đó. Trong đây có tí xíu dầu rồi nên hồi nãy quý vị thấy Cathy không có để dầu nữa. Ok, cho cái rêu này nó chín chín thì là mình để này vào luôn. Đó, tại cái này đông lạnh nó có tí xíu nước nữa. Nên nó để cho nó thơm. Nhâm nhâm. Đó. Mấy cái miếng chém chép này luôn. Rồi, cho thơm. Đó, mỏng như thế này xong mình để vào nước đặng cho nó đỡ nồng. Đó. Tại cái này Cathy chờ để chung với rau đó mà. Sôi lên một tí, chế lên liền. Oh yeah. Thơm ơi là thơm. Mấy con chem chép đợi chờ mình múc vào tô. Đồ biển đâu rồi? Đồ biển nè. Lặn ở dưới đây rồi. Chem chép dễ tìm, đồ biển khó tìm. Come on. Rồi đây. Oh yeah. Nước lèo lên, đó. Trời ơi, nãy giờ mới ra. Ôi, mấy cái đồ biển nè. Mấy con mực nè, tôm nè. Và đặc biệt là mình có mấy con chim chép to to. Mình thử nha. Nhắm mắt lại. Ủa, cái này bún riêu. Nhưng mà không phải bánh canh. Cathy thấy là cái món này rất là hợp lý. Vào mùa đông, ở ngoài trời lạnh mà bên trong mình muốn ăn gì ấm cúng thì là có một tô súp như thế này, thơm thơm, ngon ngon. Quá tuyệt vời. Cathy chúc quý vị có một ngày rất là vui vẻ với gia đình. Và hẹn gặp kỳ sau, mình sẽ làm một món rất là tuyệt vời nữa. Bye bye, see you next time.